Hoàng Yến Chibi và Châu Đăng Khoa. Hôm nay hai phong cách khác biệt với nhau. Không phải đâu, tại vì trước khi em tới đây là em có xem qua vài tập. Thì cái bạn stylist của em xem chúng một cái tập mà mọi người mặc đồ rất là đẹp, rất là lộng lẫy. Nên bạn ấy bảo là cái ngày hôm nay khi mà em xuất hiện thì em cũng phải mặc đẹp như vậy để cho phù hợp với mọi người. Nhưng em thực sự không ngờ là một người hôm nay mặc đồ trớ quá không đẹp. Thực sự là hôm nay em không nghĩ là mình sẽ mặc cái này đi chơi game show luôn, em chưa bao giờ luôn ý ạ. Em khỏi gần nghĩ, ở đây đâu ai nghĩ tướng quân đi chơi game show đâu. Ờ đâu, cái này mặc đồ này nhẹ nhàng tinh tế mà đâu có gì lồng lộn. Đâu có gì lồng lộn. Châu Đăng Khoa thân mến, Hoàng Yến Chibi thân mến, đây là những người quen thuộc và họ là những người chân thật trong showbiz. Sao cười thế? Ơ, bé này sao lại cười thế nhỉ? Em được dặn trước là chương trình này mọi người không có chân thật lắm. Vậy nên là hôm nay em quyết định là em mặc một áo in hình của em. Nghĩa là em chỉ tin em thôi, em tin cái người này. Trời ơi, đó là một sự giặt mặt đó. Thật ra thì có những chồng, tất cả mọi người ngồi đây vô cùng chân thật luôn. Đúng. Nhưng mà những người nó lại không tin trên này. Các bạn thua. Quá đa nghi. À. Và đặc biệt với cái vóc dáng nhỏ con, sắc đẹp mỏng manh như thế này là gu của Hồ Quân Hiếu. Chúc mừng Yến. Hay đưa về lắm. Thường thường anh Hiếu mà anh ấy gặp em xong là không cảm xúc. Đấy là chúc mừng Hà mà Hiếu đưa về mà. Hy vọng em né Hồ Quân Hiếu đây nha. Dạ, em sẽ né. Em với anh Hiếu là đồng hương nên chắc anh Hiếu bỏ qua cho em bữa nay. Bây giờ xin hỏi ai sẽ là người chơi trước? Uyên đi anh. Ba, hai, một, thắng quyết định. Yến đi trước. Mời Yến chơi trước. Vâng. Yến sẽ chọn vị trí nào đây? Ôi, ở đây thực sự có rất nhiều anh chị em thân quen của em. Ai thân? Hả? Em đâu có nói anh đâu. Ai thân là em thân rồi. Không có ai thân với em Yến à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vị trí đều bảo thân với em. Bỏ Hiếu ra. Bỏ anh Lâm. Bỏ anh Lâm. Anh Lâm, anh kêu là anh không thân với em à? Vậy thì theo anh nghĩ hãy chọn Hồ Hiếu đầu tiên. Không ạ. Không ạ. Chọn anh Hiếu dễ đi về lắm. Đúng vậy. Nhưng mình không được về ngay lần đầu tiên. Lần đầu tiên em sẽ xin chọn người mà em tin tưởng nhất ở đây, chính là anh Jun Phạm. Thưa quý vị, cuộc chơi xin được phép bắt đầu. Bây giờ là câu hỏi dành cho Jun Phạm. Tại sao ngày nói dối lại có tên gọi là ngày cá tháng tư? Hát cái bài tháng tư là lời nói dối còn nghe. Những cánh hoa phai tàn. Đúng rồi. Nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh. Để mình nói ra những câu chân thành. Chính xác. Nhớ là phải chân thành nha. Mà sao không có lời bài hát nghe nó có huông vậy ta? Thấy là đưa em ra đi đó. Tháng tư là lời nói dối nhưng mà anh cái người bạn trai đó nói một cái lời là nói thật, anh yêu em. Nhưng mà sợ là em từ chối thì nên nói nhân cái ngày cái tháng tư đó nói, để lỡ mà bạn đó từ chối á thì bạn trai đó nói là anh nói xạo thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái bài đó. Đó. Còn cái câu trả lời á thì bởi vì tháng 4 là cái ngày mà đúng ngay mùa xuân của Nhật Bản á, thì nó ấm áp và mọi thứ đều tuyệt vời hết, nên rất là dễ người ta rủ nhau đi bắt cá. Rồi đó. Không, mà nói thiệt. Ủa, mọi người không tin à? Bởi vì mà nó khỏe quá bắt cá nên người ta cảm thấy là cái tháng đó là cái tháng bắt cá được. Trời ơi. Dễ bắt cái nỗi người ta bắt cá bằng 2 tay, 3 tay, 4 tay cũng được. Mà cái đó là sự lừa dối trong tình cảm, nên người ta đã quyết định ngày nói dối là ngày cá tháng 4 là 1 tháng 4. Mình đừng nói nữa được không? Ủa, em hồi nãy em nói với anh là em tin anh mà tự nhiên giờ anh nói bằng tất cả tấm chân tình của anh. Bây giờ xin hát nói cho lại em nghe nữa. Xin hỏi lại chốt đáp án là gì? Tại vì bắt cá dễ. Cá tháng tư là gì? Tháng tư là bắt cá dễ. Rồi, xin hỏi Hoàng Yến Chibi tin những lời Jun Phạm nói hay là không? Chơi thân mà không tin là kỳ lắm á. Ai ơi? 4 Ủa, 5, 4, 3, 2 3, 2 1. Em không tin.
sự luôn đấy, anh nói cái điều gì mà đến như em là một đứa trẻ con mà em còn không tin nữa thì anh nghĩ ai em sẽ tin anh? Nói trong khi anh có bao giờ nói với em gì chưa? Anh ví dụ như lỡ với anh Trường Giang nói cái này là anh đúng thì sao em? Ủa thôi dừng vui hơn mà bắt gì em lộn. Thôi nè bố vậy lên phường giải quyết đi. Cái câu chuyện của quan hệ sao lên phường giải quyết đi bây giờ nghe thôi là phải coi vậy đúng sai sao đó thì tính sao? Mời anh Giang. Anh nói một câu cuối cùng đi. Lựa chọn của Hoàng Yến Chibi. Sau cái thông tin mà Chun Phạm đưa ra là người ta đặt là cá tháng tư bởi vì tháng tư dễ bắt cá. Dạ. Lựa chọn của Yến Chibi là lựa chọn. Không chính xác. Đáp án của chương trình là vì tháng tư dễ bắt cá. Trời ơi. Hơn mấy tháng còn lại. Tháng 4 là thời điểm những loài cá sống trong vùng nhiệt độ ôn hòa, ví dụ như cá tu, dễ bị đánh bắt nhất do đi riêng lẻ. Vì vậy cá tháng 4 trở thành khái niệm ám chỉ sự khu khờ. Sau này các em châu Âu thường viết vài dòng chữ chọc ghẹo lên một con cá bằng giấy, rồi tìm cách dán nó lên lưng đối tượng trong ngày cá tháng 4. Trò đùa này dần được phát triển thành ngày nói dối. Vậy là anh nói thật. Cuộc sống là muôn màu, muôn vẻ và kiến thức là vô tận. Mình không biết một điều cũng chả có vấn đề gì đâu. Từ từ chúng ta sẽ học được hết. Anh Jun Phạm là một người mà cực kỳ là hanh thông luôn. Tại vì em chơi với anh ý, em biết anh là một người đọc sách rất nhiều. Nhưng mà không hiểu sao nãy anh nói kiểu gì mà em không tin anh nổi luôn ý. Em không tin chú Phạm không phải là vì chú Phạm nói không chân thật, mà vì cái sự gian xảo từ Lê Dũng Lâm nó bay lên. Trời ơi, cái gì nữa. Bay rồi. Như vậy là một dấu O đã thuộc về Châu Đăng Khoa. Cảm ơn đi. Và dĩ nhiên cái con đường đi là do mình tính toán. Trong đây chỉ có một người duy nhất là em chưa từng gặp ngoài đời bao giờ, hôm nay gặp lần đầu tiên, đó chính là Huỳnh Lập. Nên là em sẽ lựa chọn chị Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi. Và bây giờ là câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ. Dầu hào, loại nguyên liệu chuyên dùng để ướp thực phẩm, được ra đời do đâu? Ngày xưa, ngày xưa tôi đã từng phục vụ trong một cái cung điện. Lãnh cung à? Tôi được phục vụ trong một gia đình cao sang quyền quý. Đúng rồi. Thì trong một cái lúc làm bếp, là bữa đó là gia đình muốn ăn món là hào hấp xả. Hào hấp xả. Rồi thì trong cái lúc mà tôi đang làm cái món hào hấp xả thì là tôi chỉ mới bỏ hào với lại nước sôi vô thôi, chứ chưa bỏ xả. Thì đang làm thì chợt nhớ là quên bỏ xả vô, mới lật đật là chạy ra ngoài chợ là đi mua xả. Thì trong lúc đi mua xả thì vô tình có một con mèo nó chạy ngang qua cái nồi đó, rồi nó làm rớt cái chai dầu vô cái nồi hào luộc đó. Thì vô tình tôi đi về cái tôi nêm nếm thử, tôi thấy ấy cha, sao mà cái mùi vị này nó hay quá vậy ta. Xong mà từ đó về sau là tôi quyết định là tôi đặt cái món đó là cái món dầu hào. Tôi đó là ai? Tôi đó là một người đàn ông. Chứ không phải tôi, ý là tôi mượn cái chuyện người ta tôi kể. Ủa sao nãy chị nói là chị làm trong gia đình giàu sang, chị nấu món đó mà. Ủa có nói vậy hả? Lắm rồi. Giàu quá mày, lắm rồi phải không? Lắm rồi. Hoang mang quá. Cho chúng tôi biết đáp án cuối cùng. Đáp án cuối cùng đó là do bất cẩn trong lúc nấu ăn. Xin hỏi Châu Đăng Khoa, bạn tin hay là không? Em quyết định là em tin. Thưa quý vị, lựa chọn của Châu Đăng Khoa là lựa chọn chính xác. Dầu hào ra đời từ năm 1888 bởi Li Cam Sung, sống ở làng Nam Thủy, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi người này vô tình bỏ quên một nồi hào nấu chín trong nước muối, ông khám phá ra rằng mặc dù nồi hào có mùi khác nhưng hương vị lên men rất tuyệt vời. Sau này ông thành lập công ty chuyên sản xuất dầu hào, nước sốt, gia vị và phát triển nó trở thành một thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới. Wow. Như vậy là một dấu O tròn to tướng thuộc về Châu Đăng Khoa. Kế hoạch của Châu Đăng Khoa hiện đang tiến triển rất tốt. Và Hoàng Yến, chị Vy thân mến, bạn sẽ chọn vị trí nào? Cái người không thân á, bây giờ không chọn cũng không được, mà chọn thì cũng không được anh ạ. Đúng. Chắc chắn là phải chọn rồi, mình đâu thể nào để cơ hội cho người ta được. Đúng rồi, phải chọn thôi. Và bạn chọn là? Dạ, anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Câu hỏi
hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lộc: lưỡi của loài bò sát nào dài gấp đôi chiều dài cơ thể chúng? Với câu này thì trước khi vô cái câu thì Lâm xin hát một bài và mình mượn Tường ra câu hỏi nha. Dạ. Đêm. Hai ba gầm dữ vậy. Đêm. Hai ba. Ta đệm á, đệm. Đêm nghe tiếng lao xao, sạc sao tiếng lá đơn côi. Buồn nỗi buồn mình tôi, chợt ai tắt lưới canh thâu. Thôi hộp. Ủa? Có nghĩa là thạch sùng. Thạch sùng. Thạch sùng. Từ thuở xa xưa thì thạch sùng tiếc của mình nên đã tắt lử và tắt hàng ngàn năm, hàng ngàn năm, hàng ngàn năm. Và bây giờ tiến hóa từ con thạch sùng, tiến hóa thành con tắc kè. Đặc biệt là con tắc kè là cái lưỡi rất là dài, và khi mà nó thấy con mồi thì lập tức ở trong cái vòm lưỡi của nó, một cái lò xo, nó sẽ bật cái lò xo lên và cái lưỡi nó sẽ thẹt ra cuốn con mồi nuốt vào. Và câu trả lời của Lâm là con tắc kè. Con nghĩ thân mến. Dạ. Lê Dụ Lâm cho rằng con tắc kè chính là cái con vật mà có cái lưỡi dài gấp đôi chiều dài cơ thể chúng. Bạn tin hay không? Con tắc kè có lưỡi dài thì em biết, nhưng mà lưỡi dài gấp đôi thì em chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi, 5. Ủa? 4 3 2 Em tin. Tin. Tin được không vậy? Được em. Và lựa chọn Hoàng GB. Ta một lựa chọn. Chính xác. Lưỡi của tắc kè dạng đôi chiều dài cơ thể chúng. Bình thường chiếc lưỡi này được cuộn lại bên trong miệng, và trong trường hợp bắt mồi, chiếc lưỡi có thể được phóng xa với tốc độ lên tới 97 km/h. Cho nên thân mến, kế hoạch của bạn đã bị phá hủy. Một dấu ít dành cho Hoàng Yến TV. Thật ra đây mới là kế hoạch của em. Em muốn cho kéo dài cuộc chơi cho nó vui, hai đứa lên hình. Thế thì bây giờ chọn ai? Khoa chọn Quang Trung. Quang Trung. Câu hỏi dành cho Quang Trung như sau. Tính đến 2019, bộ truyện tranh Doraemon kỷ niệm ra đời bao nhiêu năm? Trời ơi! Em từ nhỏ đến lớn đọc truyện rất là nhiều, và đặc biệt là Doraemon. Từ những cuốn truyện mới cho đến em sưu tầm cả một bộ truyện cũ mấy chục cuốn luôn, em cũng có hết. Với lại sao? Em rất là thân với Doraemon. Tức là mọi người với Doraemon biết nhau qua truyện thôi. Em với Doraemon biết nhau bằng mặt luôn. Tại vì cái năm sinh của Doraemon á, là em nhớ rất là rõ. Doraemon nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Ôi trời. Một sự khẳng định không sao. Doraemon á thì nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Ở nhà em gọi mẹ em là mẹ, còn em gọi Doraemon là dì. Cho nên là em thuộc lắm. Và cái ngày mà kêu như là họa sĩ Fujiko mà đã sáng tạo ra Doraemon á, tính đến 2019 thì là dì Doraemon của Trung là khoảng 49 tuổi. Là đáp án cuối cùng của Quang Trung. Châu Đăng Khoa thân mến, tin hay không tin đây? Em không tin ạ. Trời ơi, chị Mon của em, mẹ không tin em. Châu Đăng Khoa không tin rằng 49 tuổi. Và lựa chọn của Châu Đăng Khoa, thưa quý vị thân mến, là một sự lựa chọn chính xác. Tại vì em đọc Doraemon từ khi mà em mới 3 tuổi là em đọc Doraemon rồi. Nên em nhớ là 50 năm thì phải. Đáp án là 50 năm. Xíu à, nhớ lộn xíu thôi. Ủa, xíu quá, hại người quá. Truyện ra Doraemon ban đầu được họa sĩ Fujiko Fujio sáng tác, đăng tải trên 6 tập trang khác nhau của nhà xuất bản Suga Kukan từ tháng 12 năm 1969 đến năm 2019, cho ra mắt thanh Kobon của Doraemon mang số hiệu 0 nhằm kỷ niệm 50 năm bộ truyện tranh ra đời. Và thưa quý vị, quá tuyệt vời. Một dấu o dành cho vị trí Quang Trung. Châu Đăng Khoa hiện tại đang có 2 dấu o liên tiếp. Và nhiệm vụ của chúng ta là em phá hủy nó. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta phải biết luật Caro là gì. Tới đó là phải chặn tới đó. Nên mình phải chọn vị trí của anh BB. BB Trần. Dạ. Bây giờ là câu hỏi của BB Trần. Cá chép, cá hề, cá rô phi, loài cá nào có thể tự thay đổi giới tính?
thay đổi giới tính nha em, chứ không phải là lưỡng tính nha. Cho nên là cá rô phi là mình đã loại ra rồi. Tại vì cá rô phi là không phải là nằm trong cái dạng mà lưỡng tính mà cũng không thay đổi được giới tính nữa. Còn cá hề là tại vì sao nó lại được gọi là cá hề, tại nó giống cái mặt hề quá. Cái mắt cười. Cái mặt nó mắc cười quá giống anh Dương Lâm. Còn một con cá còn lại là cá chép. Cá chép? Tại sao gọi là cá chép? Sao là cá chép được? Tại cá chép hóa rồng chứ là cá chép đâu có hóa đàn ông. Trời cái đó là sao đổi giới tính rồi. Còn cá chép bình thường là sao? Là khả năng của nó là gì? Là sao chép. Đào. Khả năng sao chép được cái giới tính của nó luôn. Hay là đáp án cuối cùng của mình là? Dạ là cá chép. Cá chép. Xin lỗi Hoàng Yến Chi Biệt. Tin hay không? Em tin. Tin. Lựa chọn của Hoàng Yến Chi Biệt là tin rằng con cá chép là con cá chúng ta thấy mỗi ngày luôn, là con cá có thể thay đổi giới tính. Đây là một lựa chọn không chính xác. Đó phải là con cá hề. Khi sinh ra tất cả các con cá hề đều được xác định là con cá đực. Chỉ khi trưởng thành và kết đôi, con nào nổi trội hơn sẽ biến thành con cái. Cặp cá hề lớn nhất sẽ đóng vai trò cây giống cho cả đàn. Nếu con cái đầu đàn chết thì con đực sẽ tự biến đổi giới tính của mình thành con cái, sau đó kết đôi với một con đực khác. Ghê chưa? Ghê chưa? Còn những hề đó. Anh BB sụp rồi. Thấy chưa? Anh thì em không tin. Còn BB nói vậy mà em tin. Hay thật. Không, lúc đầu em tin. Lúc đầu là anh Jun hay là anh BB Trần nói là em rất là tin luôn. Nhưng mà xong đến đoạn sau là em hoang mang liền. Đúng rồi, lỗi mình chứ. Ok, vậy em sau chương trình lần này em hứa về sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình. Phải tự tin lên em. Em phải chấp phạt nha. Và bây giờ lựa chọn của cho Đông Hoa. Em sẽ chọn anh BB Trần. BB Trần. Đây là câu hỏi dành cho BB Trần. Cổ văn bị cạo sạch lông thì có lớp da trông như thế nào? Do là cái màu lông của nó mình nhìn thấy vằn thôi, chứ thật ra da của nó bên trong vẫn là màu hồng hồng của màu da của mình thôi. Nó y như màu nu. Ý anh là giống như là mình nhuộm tóc mình cạo đầu thì cái da đầu mình vẫn trắng đúng không? Đúng rồi, cái da đầu mình vẫn sẽ như vậy. Ủa sao con mèo nhà em nó vằn ở ngoài, sao em đi cạo nó cũng vằn ở trong luôn là đúng, sao ta? Nó bị vấn đổ. Nhưng mà mèo cũng là họ hàng không? Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi dành cho Baby Trần. Dạ. Hổ vàng bị cạo sạch lông thì có lớp da trong như thế nào? Đó là cái lớp da trong vẫn là màu nude. Màu da bình thường. Dạ, màu da màu bình thường. Màu nude đó. Dạ, còn cái lông ở ngoài thì nó là cái màu đó là cái màu đặc trưng của con hổ rồi. Cảm ơn em. Và xin hỏi cho Đức Khoa, bạn tin hay là không? Em xin lỗi nhưng mà em phải không tin thôi. Lựa chọn của cho Đức Khoa là một sự lựa chọn. Chính xác. Ngoài bộ lông màu cam với những cọc vàng màu đen thì lớp da ở dưới cũng vàng y như vậy. Hay ha, tạo hóa nhiều điều hay lắm. Ba dấu O tròn trịnh nằm hàng ngang thuộc về cho Đông Khoa. Và Hoàng Yến Chi Biệt sẽ là người dừng lại. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ mang về 5 triệu đồng tiền thưởng. Yeah. Cảm ơn mọi người. Mời quý vị cùng đi lại.